VTV xin mến chào toàn thể quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo ngày hôm nay. Và trong video hôm nay sẽ là một cái chủ đề để chúng ta cùng nhau bàn luận về cái sự thật đằng sau cuộc sống ở Mỹ của những người Việt Kiều hiện nay là như thế nào. Chắc hẳn là quý vị, cô chú, anh chị và các bạn, những người mà đang sinh sống tại Mỹ, tại xứ sở Hoa Kỳ thì chắc chắn là cũng đã hiểu cái phần nào cuộc sống của những người dân nơi đây, đúng không quý vị? Cộng đồng người Việt tại Mỹ thì là một trong những cộng đồng người nhập cư nước ngoài đông đảo và lớn mạnh nhất tại xứ sở cờ hoa. Những người Việt sinh sống ở Mỹ đầu tiên từ những năm 1975 cho đến nay thì số lượng người Việt tại Mỹ đã không ngừng tăng lên. Và theo như thống kê của Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ, trong năm 2022 thì lượng người Việt tại Mỹ là gần 2 triệu người. Trong đó, 4 tiểu bang có cộng đồng người Việt đông đảo nhất đó là đầu tiên là tiểu bang California với 39%, thứ hai là tiểu bang Texas với 13%, thứ ba là tiểu bang Washington với 4% và thứ tư là tiểu bang Florida với 4%. Thì trong số các cái nhóm dân đến từ châu Á của Mỹ thì cộng đồng người Việt Nam đứng thứ tư. Và trước hết thì trước đây hầu hết người Việt Nam nhập cư Mỹ với tư cách là dân tị nạn, quý vị. Tuy nhiên ngày nay thì họ là những người thường trú hợp pháp tại Hoa Kỳ và thường định cư Mỹ theo diện làm việc hoặc là học tập. Cộng đồng người Việt tại Mỹ đang ngày càng lớn mạnh qua các năm và họ được hưởng lợi ích từ nền kinh tế phát triển, phúc lợi tốt. Cùng với đó thì là chính sách an sinh xã hội luôn được đảm bảo. Và để cho quý vị, những người mà chưa có cái cơ hội để mà bước chân, đặt chân đến xứ sở cờ hoa, có một cái nhìn chân thực nhất về cuộc sống của Mỹ, ở Mỹ của người Việt hiện nay như thế nào, thì trong video ngày hôm nay thì Việt TV sẽ chia sẻ về cái vấn đề đó. Nếu như mà quý vị, cô chú, anh chị, những người hiện đang sinh sống tại xứ sở cờ hoa ấy, thì cũng lắng nghe nội dung của video này. Và nếu như mà có những cái gì sai sót hoặc là có những cái gì muốn góp ý thêm thì quý vị cũng có thể chia sẻ để cho những ai mà chưa có cái cơ hội được đặt chân tới nước Mỹ thì cũng có thể là có cái nhìn chân thực hơn nha. Về cái công việc thì với nền kinh tế phát triển vượt bậc và một cái xã hội công bằng đó thì Mỹ luôn là một cái vùng đất để mà những người thích làm việc muốn kiếm tiền và vươn lên, đúng không quý vị? Những người Việt có tiếng Anh thì hạn chế hoặc là không có bằng cấp thì có thể chọn các công việc tay chân, chẳng hạn như là làm neo này, hay là nhân viên nhà hàng, lái xe, chăm sóc trẻ, người già, vân vân. Nếu như có trình độ học vấn và bằng cấp, người Việt tại Mỹ hoàn toàn có thể tìm kiếm những công việc tốt với cái mức lương cao hơn, ví dụ như là kỹ sư, điều dưỡng hay là giáo viên. Và cái mức lương người Việt tại Mỹ, về mức lương thì nhìn chung người Việt Nam có một cái thu nhập cũng khá là tốt, dao động từ 20.000 cho tới 65.000 đô một năm, tùy vào cái vị trí lao động. Nếu như mà người Việt định cư Mỹ và làm các cái ngành nghề phổ thông như là nông nghiệp này, hay là xưởng hãng, hoặc là các những cái cửa hàng thức ăn nhanh, thì cái mức lương nhận được sẽ là khoảng từ 17.000 cho tới 20.000 đô một năm. Nếu như người lao động có tay nghề cao thì có trình độ bằng cấp thì cái mức lương trung bình sẽ tối thiểu từ 65.000 đô một năm. Khi mà so sánh cái cuộc sống ở Mỹ và Việt Nam về cái tiêu chí chế độ an sinh xã hội thì có thể khẳng định rằng chế độ ở Mỹ thì cực kỳ tốt nha quý vị. Có những người mới qua Mỹ sẽ được chính phủ cấp một cái thẻ tín dụng, thì họ có thể là sử dụng cái thẻ này để mà mua đồ ăn, nước uống hàng tháng. Và bên cạnh đó là hỗ trợ thất nghiệp rồi tiền cho người cao tuổi, cái người mà mất khả năng lao động đó. Những cái chính sách này thì nhằm để mà hỗ trợ cuộc sống ở Mỹ của người Việt ổn định hơn. Và tiếp theo là về giáo dục, quý vị. Với cái thế hệ là những người Việt mà sinh ra tại Mỹ, học sinh những trường công lập thì sẽ được miễn học phí từ lớp 1 cho đến lớp 12. Khi lên đại học, nếu như sinh viên không có điều kiện thì sẽ được cho vay với cái lãi suất thấp để có thể theo học bất kỳ một cái ngành nghề nào. Và khi có cái tấm bằng đại học ở trong tay thì quý vị cũng sẽ nhận được nhiều cái cơ hội làm việc tốt, từ đó thì có thể thay đổi tương lai của mình và thậm chí là cả gia đình nữa. Về cái chất lượng giáo dục và bằng cấp ở Mỹ thì sẽ không có gì phải bàn cãi cả, bởi Mỹ là một trong những quốc gia đứng đầu trên thế giới về nền giáo dục. Về có một số quý vị có hỏi rằng là người Việt mà định cư ở Mỹ hội nhập có khó khăn không?
Thật ra thì cái vấn đề này nó sẽ phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố quý vị. Có thể là do các tác động bên ngoài hoặc là chính bản thân của người đó thích nghi với cuộc sống ở Mỹ nó như thế nào. Nhưng mà sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu như mà quý vị nhận được cái sự trợ giúp của cộng đồng người Việt tại Mỹ. Về vấn đề này thì quý vị hoàn toàn có thể yên tâm, bởi vì hiện nay thì có rất nhiều khu người Việt ở Mỹ luôn là không ngừng phát triển để mà hỗ trợ cho người nhập cư mới nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống ở Mỹ. Và về cái chi phí cuộc sống của người Việt ở Mỹ có tốn kém hay không cũng là một số những cái câu hỏi mà rất nhiều quý vị độc giả cũng đã đặt ra. Theo khảo sát thì cái mức chi phí sinh hoạt cuộc sống của người Việt ở Mỹ hiện nay đấy thì sẽ dao động từ 1.000 cho tới 1.500 đô một tháng quý vị. Cái con số này thì có thể thay đổi tùy vào cái tiểu bang mà nơi quý vị đang sinh sống. Và có thể thấy rằng là cái mức chi phí này cũng khá là cao so với ở Việt Nam. Nhưng mà thực tế thì nó lại cực kỳ nhỏ so với nền kinh tế Mỹ quý vị. Người Việt thì cũng không nên quá lo lắng về cái việc mà không kiếm được việc làm ở Mỹ. Đó là một số những cái nhận định của quý vị, cô chú anh chị mà đang sinh sống tại Mỹ nha. Bởi cái thị trường việc làm ở đây á đang diễn ra khá là sôi động. Quý vị có thể hoàn toàn tìm được một công việc toàn thời gian tại nước Mỹ. Và hơn nữa thì cái mức lương mà quý vị nhận được thì cũng không hề kém cạnh so với người bản địa đâu. Vì vậy là chỉ cần mà chăm chỉ và cố gắng, nỗ lực thì hoàn toàn có thể trang trải một cái chi phí cho cuộc sống ở bên này. Sự thật cái cuộc sống ở Mỹ của người Việt có dễ dàng hay không? Tất nhiên thì cái việc mà rời bỏ quê hương để mà đến sinh sống tại một cái đất nước mới với rất nhiều cái sự khác biệt là cái việc mà không hề dễ dàng một chút nào quý vị. Với những người mà mới nhập cư đó thì chắc chắn là họ phải đối mặt với những cái khác biệt rất là lớn. Ví dụ như là rào cản về ngôn ngữ này, cú sốc về văn hóa này, bằng cấp Việt Nam không có giá trị ở Mỹ, nạn phân biệt chủng tộc hay là những cái chi phí đắt đỏ hơn nhiều so với ở bên Việt Nam. Tuy nhiên là chính phủ Mỹ thì vẫn có những cái hỗ trợ ban đầu dành cho người nhập cư. Vì vậy thì về cơ bản, cuộc sống của người Việt tại Mỹ thì sẽ không quá là khó khăn. Bên cạnh đó là với cái sự giúp đỡ của cộng đồng người Việt tại Mỹ thì dần dần là họ sẽ có thể thích nghi và hòa nhập, học và hiểu tiếng Anh để mà xin được những cái công việc tốt cho bản thân. Nói tóm lại thì cái cuộc sống ở Mỹ của người Việt nó có dễ dàng hay không? Thì theo quý vị là có dễ dàng không quý vị? Còn Việt TV nghĩ rằng nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào bản thân của mỗi người. Ví dụ có người thì sang kiếm được một cái công việc ngon lành thì có thể là trang trải được cho cuộc sống của mình thì sẽ cảm thấy là dễ dàng. Còn đối với những người mà người ta không tìm được cái công việc ưng ý hoặc là họ có một cái biến cố nào đó phải trải qua và họ phải bươn trải với cái cuộc sống, những cái công việc nó vất vả và cũng kiếm được ít tiền thì họ cũng cảm thấy là khá là khó khăn. Và có những người ví dụ như là họ không có cái năng khiếu về ngôn ngữ, họ không có nói được cái ngôn ngữ so với người bản địa ở bên Mỹ. Thì đi làm thì giao tiếp nó sẽ khó hơn và từ đó là nó sẽ khiến cho cái công việc nó không được như ý muốn. Hoặc là có những cái người mà phải sinh sống ở những cái vùng như là phân biệt chủng tộc đó. Thì tức là lúc đó, ở đó, nơi đó thì họ không có nhận được cái sự giúp đỡ. Một mình họ phải cố gắng, nỗ lực để họ tự vươn lên. Thì chắc chắn là cái thời gian đầu là họ cũng sẽ phải gặp rất là nhiều những khó khăn đó quý vị. Nói chung là cuộc sống ở Mỹ của người Việt khi mà sang đó, nó thật sự ban đầu thì nó cũng không hề dễ dàng. Chẳng có cái cuộc sống ở đâu mà khi mà chúng ta mới đặt chân đến mà nó dễ dàng cả quý vị. Thì chúng ta phải trải qua nhiều những cái áp lực của cuộc sống cũng như là những cái bước ngoặt thì chúng ta mới trưởng thành được và chúng ta mới rút ra được nhiều cái kinh nghiệm trong cuộc sống. Với một cái đất nước mà công bằng như Mỹ thì người Việt hoàn toàn có cái cơ hội sống thoải mái và ổn định tại đây. Cũng có rất nhiều người Việt khi mà bước chân lên đất xứ sở cờ hoa đó thì họ cũng rất là thành công. Và khi mà thành công rồi thì họ cũng đã có nhiều những cái sự đóng góp cho quê hương đất nước Việt Nam. Họ về thì họ cũng có những cái chuyến làm từ thiện này hoặc là cũng có những cái đóng góp trong những cái công trình từ thiện đó. Tóm lại thì về cái vấn đề mà cuộc sống ở bên Mỹ nó có khó khăn đối với người Việt hay không thì cái đó nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố lắm quý vị. Chắc chắn rằng là
thời gian đầu sang thì chúng ta sẽ không tránh khỏi những cái sự vấp ngã cũng như là những cái bỡ ngỡ khi mà chúng ta đang tập làm quen dần với cái cuộc sống ở bên đây. Khi mà chúng ta quen dần rồi thì chắc chắn là mọi thứ nó sẽ trở nên dễ dàng hơn, đúng không quý vị? Và nếu như quý vị thông qua cái thông tin vừa rồi mà Việt TV chia sẻ, quý vị, cô chú, anh chị nào mà chúng ta đang hiện tại đang sinh sống ở trên đất nước Mỹ thì chúng ta cũng có thể chia sẻ được những cái khó khăn mà chúng ta đã từng gặp phải và từ đâu mà chúng ta có thể thành công, cũng như là chia sẻ những cái cuộc sống ở sự thật đằng sau của người Việt tại Mỹ, thì có thể là chia sẻ để cho những quý vị khán giả mà đang có ý định muốn định cư bên nước Mỹ đó, thì họ cũng có thể là nắm được và hiểu biết hơn. Rất xin được cảm ơn tất cả các quý vị, cô chú, anh chị và các bạn, chúng ta đã cùng nhau theo dõi nội dung của video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.